Thì tuần trước là có thời tiết xấu cho nên họ không có bay được mà họ dời đến tuần này. Và ngày hôm nay là thời tiết quá là đẹp luôn để cho chúng ta có thể bay. Và quý vị biết là để bay trên phía cầu thì họ sẽ lấy một cái cờ miếng vải thật lớn trùm lên cái ngọn lửa. Và cái ngọn lửa sẽ tạo ra nguồn không khí đẩy trên phía cầu bay lên. Và khi hai anh em nhà Joseph và Egypt làm được cái điều đó thì họ cảm thấy rất là tuyệt vời. Và họ biết rằng đây sẽ là một trò chơi rất là thú vị. Và sau đó thì họ nghĩ ra là sẽ làm một cái túi vải lớn thật lớn và có thể chứa người ở trong đó. Và với ý tưởng đó thì hai anh em nhà Joseph và Egypt đã nghiên cứu trong vòng 11 năm trời. Và vào năm 1783, và lần đầu tiên trước mặt cả ngàn người, hàng ngàn người thì hai anh em đã bay lên khỏi mặt đất khoảng chừng 11 mile. Và họ đã đáp xuống mặt đất an toàn trước sự ngạc nhiên của hàng ngàn người, thưa quý vị. Và sau đó thì chiếc balloon đầu tiên đã được trình diễn tại thủ đô Paris của nước Pháp. Và đây là balloon của Vatchanga. Và quý vị có thấy đó là logo của Vatchanga. Còn kế bên đó là có chiếc balloon giống như là cái hình của màu sắc cầu vồng, thưa quý vị. Và những chiếc balloon bong bóng bay này đó, ở khinh khí cầu này, nó phải có những nhà bảo trợ. Và lát nữa thì VNATV chúng tôi sẽ được bay ở trên một cái chiếc khinh khí cầu hot balloon được bảo trợ với Toyota. Và chúng ta sẽ chờ cái hot balloon của VNATV rồi mình cùng bay nha. Dạ, và quý vị thấy là ở đây đó, để chuẩn bị cho cái khinh khí cầu bay lên là cả một cái quá trình rất là khó khăn. Là quý vị, là họ sẽ có một cái máy để mà thổi cho cả một cái tấm vải rất là lớn được căng lên. Đó, quý vị thấy là cái người đàn ông này nè, là ông sẽ là người gọi là kỹ sư, cái người technical hôm nay để giúp cho cái khinh khí cầu này có thể bay được. Và vẫn đang làm nhiệm vụ là cái máy quạt ở đó nó cứ thổi không khí vào trong cái một cái tấm vải rất là lớn để mà có thể được cái tấm vải này nó phải được căng lên, thì lúc đó thì khinh khí cầu mới có thể hoạt động được. Và phải có người giúp chứ một người không thể nào đủ sức để có thể gọi là bắt đầu được khinh khí cầu. Và sau đó thì họ bơm ga và họ thổi lửa lên để cho tạo ra cái luồng không khí. Và sự chênh lệch áp suất cái luồng không khí từ cái lửa này tạo ra, nó sẽ làm cho khinh khí cầu này bay lên. Quý vị thấy đầu tiên họ dùng cái quạt, họ thổi cái khinh khí cầu, cái tấm vải đó cho nó phồng lên thật lớn. Sau đó thì họ dùng lửa, họ bắt đầu họ thổi lên họ để tạo cái áp suất từ không khí. Rồi bắt đầu là họ sẽ có đủ lực rồi, bắt đầu họ đẩy cái lồng cầu, nơi cái nơi mà người ta sẽ ngồi đó, bắt đầu là họ đẩy lên nằm thẳng, bắt đầu là cái cầu nó nằm sóng xoài trên mặt đất. Sau đó họ dựng thẳng lên và bắt đầu mời gọi mọi người bước lên trên khinh khí cầu. Thì Mỹ Linh thấy ở đây là một chiếc khinh khí cầu như vậy là cũng không có đông người đâu. Chiếc khinh khí cầu này hình như là nó khoảng chừng 8 người. Dạ, và nó nặng lắm nha quý vị nhìn thấy vậy thôi chứ nó rất là nặng luôn. Cái vỏ tre cũng rất là gọi là kỹ lưỡng. Dạ, và quý vị thấy là họ đã thổi lửa trong miếng vải rất là lớn. Đó là một cái vỏ phía dưới để cho người ta ngồi, thưa quý vị. Và sau đó có lửa ở bên trên, và cái vỏ đó nó sẽ đẩy cho khinh khí cầu bay lên. Và quý vị biết là có một người đó, điều khiển, control được cái ngọn lửa đó, thưa quý vị. Cái người đó rất là quan trọng và phải làm sao mà điều khiển cho được ngọn lửa đó thì để cho điều khiển được khinh khí cầu này. Và đó, bây giờ thì ngọn lửa đã được thổi lên rồi. Và cái người đó rất là quan trọng và làm sao cái ngọn lửa đó có thể control được cho khinh khí cầu bay lên. Và khinh khí cầu này nó bay cao thấp như thế nào là tùy thuộc vào mức độ lửa mà chúng ta phải và là cho nó cái gas nó ra rồi lửa lớn nhỏ như thế nào thì nó điều khiển cái khinh khí cầu này. Và người ta phải dùng ga để mà có thể đốt cho cái ngọn lửa của khinh khí cầu này, thưa quý vị. Thôi bây giờ là mọi người đã bắt đầu đi rồi, there we go. Chương trình đó, đây là người MC của chương trình Hot Balloon and Wild Festival ngày hôm nay. Toyota sẽ có 4 cái khinh khí cầu họ bảo trợ để mà bay lên. Chúng tôi sẽ bay trong cái khinh khí cầu đầu tiên. Wow, mình chờ nhau, hợp. Mình rất là thích đây, lần đầu tiên mình được đến với cái event này. Sau khi mà mình đã bay khinh khí cầu rồi, chúng tôi cũng sẽ tự chuyển đến một chút xíu về không cảnh ở nơi đây để cho quý vị biết là đây là một event như thế nào nha quý vị nha.
group. Dạ, và thưa quý vị, thiệt đỡ trên trời đó bây giờ đang có 5 cái khinh khí cầu đang bay rất là đẹp. Và ở phía đây đó là cả một sân cỏ. Cái này là nó là một khu vực Black, là một cái hồ cực kỳ. Nếu mình lấy phone ra thì mình nhớ được cái tên của hồ này là gì. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi. Và cũng như quý khán giả đang theo dõi ở trên Facebook cũng như YouTube VNA TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và quý vị thấy đó là hình ảnh mà Mỹ Linh đi khinh khí cầu được tổ chức ở tại khu vực của Temecula, cách Orange County khoảng 1 tiếng đồng hồ. Năm nay thì rất là tiếc là họ không tổ chức. Đây là hình ảnh mà Mỹ Linh quay được khoảng vài năm trước. Và nhưng mà chắc chắn là nếu như mà họ có làm những chương trình khác thì Mỹ Linh sẽ đến để tường trình cho quý vị ha. Nhưng mà năm nay thì so far chưa thấy ban tổ chức là thông báo là sẽ có, cũng như là diễn hành 4th of July thì cũng sẽ họ nói là trong phần chuẩn bị thì họ có chuẩn bị cho parade, tức là họ có ready và chỉ chờ là coi thử thống đốc Gavin Newsom có nói là reopen trở lại không. Nếu như mà có thì họ sẽ có parade, còn nếu như mà chưa cho phép thì có thể là chúng ta sẽ không có 4th of July parade cho năm nay. Cho nên là mình cũng hồi hộp chờ đợi nha quý vị. Dạ, so far thì có những cái thông tin mình chưa có biết chắc được. Dạ, cho nên là chúng ta cùng chờ xem thử nha. Nhưng mà nếu quý vị nào mà có cơ hội thì chúng ta có thể đến Temecula. Ở đây có những vườn nho rất là đẹp, vẫn đang mở cửa rồi. Khoảng tháng 7 đến tháng 9 là những tháng rất là tuyệt vời để quý vị đi thăm những vườn nho. Và người ta cho quý vị coi và ngắm những vườn nho này. Cho nên là Mỹ Linh nghĩ là quý vị sẽ rất là thích đó. Thì quý vị có thể ghé đến nha, ở ngay khu vực Temecula của mình thôi. Và chắc chắn Mỹ Linh sẽ đến tường trình. Sắp tới thì Mỹ Linh còn sẽ đi tường trình một số các vườn cây nè, có nhiều vườn cây giống như vườn bơ, strawberry, rồi sẽ đến để cho quý vị thấy được là nhiều loại strawberry họ trồng như thế nào, rồi vườn bơ ra sao, chắc chắn là sẽ rất là thú vị, quý vị nhớ đón xem nhé. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương trình của buổi tối ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi. Và đặc biệt quý khán giả đang theo dõi phần live streaming ở trên YouTube cũng như là Facebook VNA TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và thực hiện cùng với Mỹ Linh vẫn là nhà báo Du Miên. Dạ, cô chào bác. Thì khắp nơi trên thế giới và thân mến chào cô Mỹ Linh. Dạ, thưa bác, hôm nay bác khỏe không? Hôm nay là nhà báo Du Miên của mình là rất là đẹp trai luôn đó. Dạ, con chào bác. Tại vì ngày hôm nay là ngày làm cái văn nghệ tưởng niệm quốc hận, mà hôm nay thì tôi được hân hạnh phát biểu khai mạc và phải ở chung với anh em biệt đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến về tới địa điểm để làm cái chương trình này cách đây chỉ có 3 phút thôi. Cho nên là tương đối cũng hơi nóng, trời California quá nóng, ở vùng chúng ta nóng. Và bây giờ thì Mỹ Linh mình có tường trình cái phản ứng của đảng Cộng Hòa đối với cái bài phát biểu của ông Biden ngày hôm qua hay là không? Dạ, thưa có một bản tin liên quan, có một bản tin liên quan đến những phản ứng của đảng Cộng Hòa và liên quan đến phản ứng của ông Mitch McConnell. Dạ, nhưng mà ông Mitch McConnell lại không có phải là gọi là có những cái sự phản bác nào đối với bài phát biểu của ông Joe Biden, nhưng mà lại nói chỉ trích đến bài nói chuyện của Tổng thống Trump. Dạ, và ông chỉ trích rằng chúng tôi đang hướng tới tương lai, không phải là quá khứ. Đó, ông Mitch McConnell nói như vậy. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đã bác bỏ những chỉ trích từ cựu Tổng thống Trump vào ngày thứ Năm và ra hiệu rằng ông ấy nghĩ rằng là đảng cần thiết là phải tiếp tục. Và ông Mitch McConnell nói hãy nhìn xem, chúng tôi đang đi về tương lai không phải là quá khứ. Và nếu như ông muốn nhìn thấy tương lai của đảng Cộng Hòa, hãy xem phản ứng của Tim Scott với lại Tổng thống Biden đêm qua. Đó là theo lời cô McConnell nói như vậy. Nói ở trên đài truyền hình Fox News ngày hôm nay. Và tiếp tục nói rằng ông ấy là tương lai, đó là nơi mà chúng ta hướng tới. Chúng ta không bận tâm đến quá khứ mà hướng tới tương lai.
Là khen ngợi thẳng ông Joe Biden luôn đó thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là khi được hỏi bởi Fox Business là cái người xứng ngôn viên là Maria Bartiromo ở đảng Cộng Hòa sẽ như thế nào trong cuộc bầu cử, thì cựu Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa sẽ làm tốt, nhưng cho biết đảng cần có một lãnh đạo mới tại Thượng viện. Tổng thống Trump nói rằng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm rất tốt, chúng tôi cần sự lãnh đạo tốt. Mitch McConnell đã không hoàn thành xuất sắc công việc. Tôi nghĩ họ nên thay đổi ông Mitch McConnell. Đó, Tổng thống Trump nói như vậy thưa quý vị. Dạ, và vâng, cuối cùng thì cái... bên phía Tổng thống Trump thì cũng nói như vậy, ông Mitch McConnell cũng có sự phản bác lại và ông nói rằng đang hướng đến tương lai và tương lai chính là Tổng thống Joe Biden. Dạ, thưa bác. Vâng, thưa quý khán giả, cảm ơn cô Mỹ Linh. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đầu tiên hết là nhân vật Cộng Hòa da đen duy nhất ở Quốc hội Hoa Kỳ, ở Thượng viện đó, được đảng Cộng Hòa chọn để phản hồi lại cái bài diễn văn của ông Biden tối hôm. Thưa quý vị, ông thượng nghị sĩ da đen Tim Scott này có rất là nhiều triển vọng ở trong đảng, tại vì đó là ngôi sao sáng nhất người ta mới được chọn. Người ta chọn ông tại vì ông là ngôi sao sáng, tại vì da đen, và ông là rất nổi tiếng trong cái lĩnh vực mà bây giờ đương chuẩn bị cùng với đảng Dân Chủ, cùng với đồng viện đảng Dân Chủ đưa ra một cái dự luật mà có thể trong những ngày sắp tới sẽ làm, đã tạo được cái mà Biden mơ ước, đó là có một sự hợp tác, có nghĩa là đoàn kết. Biden chỉ biết nói đoàn kết, Biden không biết đoàn kết thế nào cả. Cho tới giờ này, những dự luật của cái chương trình của Biden chỉ có một mình phía Dân Chủ quan hô, chứ bên Cộng Hòa chưa hề có sự hợp tác. Mỹ Linh nói đúng, bây giờ bên kỹ thuật lấy cái tin số 2 để lấy cái hình ông Tổng thống Trump, quả tình ông có lên trên đài Fox, ông nói thẳng là cái ông nội Mitch McConnell này phải thay đổi ông ngay, tại vì ông vô ích, ông cái là bất lực, ông không có khả năng tiếp tục lãnh đạo. Tại vì sao? Cái cuộc đua của Thượng viện năm tới rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng tại vì 34 ghế ở trên Thượng viện phải bầu lại, mà đảng Cộng Hòa mất một ghế nữa là chết. Phải tăng chứ không có thể giảm, cho nên phải thay đổi cái ông này ngay lập tức. Ngay lập tức, tức là nói là ông McConnell không xứng đáng. Quý vị biết là lời qua tiếng lại, nhưng mà ngày hôm qua ông nói một cách rất là... Ngày hôm qua ông nói ba vấn đề, nhưng tôi chia làm ba để mà tôi trình bày. Bây giờ đó thì cảm ơn Mỹ Linh đã phát pháo khai thành trước, mà cái ông McConnell này không xứng đáng, quả tình ông này không xứng đáng. Vâng, trả lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Và còn bây giờ xin mời ban kỹ thuật có thể cho Mỹ Linh bản tin số 3. Dạ, mình sẵn tiện, mình nói luôn cái đang nhắc đến cái bài nói chuyện của ông Joe Biden hồi tối hôm qua, rồi liên quan đến ông Mitch McConnell đã phản đối và nói rằng ông Joe Biden chính là tương lai mà chúng ta đang hướng đến. Thì bây giờ chúng ta coi thử bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden ngày hôm qua đã có được 26,9 triệu người xem, thấp hơn so với Tổng thống Trump. Dạ, thưa quý vị, bài phát biểu đầu tiên của ông Biden trước phiên họp chung của Quốc hội đã thu hút được 26,9 triệu người xem, theo số liệu từ công ty xếp hạng là Nielsen với lại vào ngày thứ Năm. Các con số bao gồm khán giả xem ở trên đài ABC, CBS, NBC, Fox, Telemundo, Univision, BPS, CNBC, CNN, rồi Fox Business, Fox News, MSNBC, Newsmax, rồi News Nation với lại Newsy, chưa kể VNTV. Dạ, thì bây giờ lượng khán giả vào ngày thứ Tư, vào cái ngày hôm qua là giảm 43,6% so với khoảng là 47,7 triệu người đã theo dõi bài đầu tiên của Tổng thống Trump. Giảm 43,6% kính thưa quý vị. Dễ sợ lực, tức là giảm gần một nửa, trong khi Tổng thống Trump là được 47,7 triệu người, trong khi ông ta chỉ có 26,9 triệu người coi thôi. Có nghĩa là người ta gọi là không coi là sao? Biết trước những gì ông Joe Biden sẽ nói. Có nghĩa là người ta đoán được là ông Joe Biden không có cái gì gọi là planning cụ thể để mà sẽ nói ra cho người dân hết á. Và chưa có một cái con đường nào, chưa có một hoạch định nào mà sẽ nói gọi là sao ta, ăn to nói lớn thôi.
Dạ, đó chứ còn mà chưa chắc là có những kế hoạch, cho nên hình như người ta không mặn mà lắm để nghe. Tại vì biết rồi thì không cần nghe hay sao đó. Cho nên cuối cùng thì lượng khán giả coi không đông. Trong khi Tổng thống Trump á, người ta hồi hộp, người ta chờ để coi thử. Tại vì là một không phải là người chính trị gia, bây giờ đi nói chuyện trước Quốc hội và sẽ có planning gì đây? Người ta chờ đợi những lời hứa của Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Trump, giống như xây bức tường biên giới liệu có làm không, thúc đẩy kinh tế sẽ như thế nào, vân vân. Thì người ta chờ các bài phát biểu. Nhưng mà khi ông Joe Biden, người ta biết chắc chắn là ông sẽ nói về vấn đề vaccine, sẽ ca ngợi là chúng ta đã tiêm ngừa được rất là nhiều người, vân vân. Rồi chắc chắn là sẽ đòi cái vụ là tăng thuế để mà gọi là thúc đẩy nền kinh tế, người ta đoán hết trơn. Cho nên cuối cùng cũng không ai coi hết, có 26,9 triệu. Trong khi Tổng thống Trump là 47,7 triệu người coi. Mà trong khi tất cả các đài luôn, như quý vị ABC, CBS, NBC, Fox, Telemundo, Univision, PBS, CNBC, CNN, Fox Business, Fox News, MSNBC, Newsmax, New Nation với lại Newsy. Wow, tổng cộng là như vậy là cả 10 đài. Nhưng mà cuối cùng là con số chỉ có khoảng được 26,9 triệu thôi. Thì quý vị thấy là cái mức độ quan tâm của người dân đối với những chính sách của ông Biden là rất thấp. Và thấp lắm. Và thật sự với lại, nhìn nó cũng không có được đông đảo và nhìn không có được gọi là nhìn không có xôn tụ trong một cái bài nói chuyện, trong khi chỉ có 200 người xuất hiện trong khán phòng mà thôi. Nó cũng làm giảm đi cái sức hút. Đó cho nên là đó là một cái tỷ lệ không có tốt lắm cho một cái chương trình đặc biệt như vậy, khi mà tổng thống có một bài nói chuyện trước Quốc hội, thưa quý vị. Dạ, quay trở lại như báo Duy Minh, thưa bác. Mỹ Linh còn nhớ là trong một cái chương trình trước đây thì ông Biden ổng nói rằng gặp nhau thì kêu là Mỹ Linh thôi, kêu trống lóc vậy thôi ha, Mỹ Linh gặp đừng có kêu là ông Du Miên hay là bác Du Miên hay là giới tính đó, tức là kêu một cái cách để biểu tỏ giới tính đó. Nhưng mà cái ông Biden này ổng lạ lùng, ổng khuyên người ta như vậy và ổng muốn làm như vậy. Ngày hôm qua câu đầu tiên ổng mở ra là bà phó tổng thống, bà chủ tịch quốc hội, rồi sau đó giới thiệu bà đệ nhất phu nhân, thấy chưa? Tức là ổng cũng phải kêu bà chứ chả lẽ kêu là Nancy hay là Harris. Tức là có thể là mấy người đó họ đổi giới tính rồi chắc, mình chưa biết. Đó cũng là một trong những yếu tố định mất khách, mất người xem ngày hôm qua. Nhưng thưa quý vị, câu chuyện lý thú trong ngày hôm nay là đài VNTV chúng tôi loan cái tin này và khai thác cái tin này một cách tối đa. Đó là tin số 3 ngày hôm nay. Tổng thống, như chúng ta biết là Tổng thống Trump nói chuyện với Fox Business. Trong cái cuộc phỏng vấn này ông nói 3-4 vấn đề, nhưng mà quan trọng nhất là biểu dẹp cái ông Mitch Mack. Đó nè. Bây giờ tới cái thứ hai là nếu như chọn lựa để ra tranh cử tổng thống thì tôi chắc chắn chọn thống đốc Florida Ron DeSantis làm phó tổng thống cho năm 2024. Đây là một cái tin tuyệt vời, dù rằng trong bụng tôi vẫn rất khoái Mike Pompeo, nhưng mà tổng thống ông có những cái quyết định nghĩa là sinh tử và ông biết như thế nào. Có thể là ông Mike Pompeo ông dành cho một cái chức vụ khác. Cựu tổng thống Trump hôm thứ Năm nói rằng thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis có thể là một lựa chọn phó tổng thống nếu ông chọn ra tranh cử năm 2020. Nghe ông nói nguyên văn như thế này: ông ấy là một người bạn của tôi ủng hộ Ron, và sau khi tôi ủng hộ ông ấy đã cất cánh như một hỏa tiễn. Vì nghe ông Trump, ông diễn tả cái là tuyệt vời luôn. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ấy, ông ấy đã hoàn thành rất tốt vai trò của thống đốc Florida. Rất nhiều người được lựa chọn, họ thích chức vụ đó. Ông tiếp tục rằng, nhưng chắc chắn Ron sẽ được xem xét, ông ấy là một người tuyệt vời. Và chúng tôi tin rằng lấy được Florida với Ron DeSantis thì ông Trump có cơ hội nhiều hơn để thắng trong năm 2024. Không biết là Mỹ Linh có thích ông DeSantis này không?
Dạ, thật ra đó là nếu như mà lựa chọn giữa ông Ron DeSantis á, với lại ông Mike Pompeo, Mỹ Linh thích ông Mike Pompeo hơn. Có lẽ là tại vì Me too. Dạ đó, Mỹ Linh thích ông Mike Pompeo hơn. Có thể tại vì ông Mike Pompeo gần hơn, với lại ông Mike Pompeo đã làm nhiều việc hơn. Đã từng làm việc dưới thời của chính quyền của Tổng thống Trump nhiều. Mình đã thấy ông làm việc rồi, thấy cái cách ông làm ngoại giao như thế nào thì mình có thể là mình nhìn thấy mình ủng hộ nhiều hơn. Còn ông Ron DeSantis thì mình biết là ông thuộc từ bang Florida, từ rồi rất ủng hộ cho Tổng thống Trump, cái đó là mình cũng biết. Nhưng mà Tổng thống Trump chắc chắn phải có suy nghĩ và phải có bộ sậu đứng sau lưng mình để mà quyết định cùng với Tổng thống Trump là nên chọn ai. Đó, cho cái người gọi là kề cận bên mình. Nhưng mà quý vị biết á, thực ra cái chức vụ phó tổng thống đó nó mang một cái tính cách mà Mỹ Linh nói à, giống như cái kiểu là biểu tượng tô màu nhiều hơn. Nó làm cho cái chức tổng thống nó sáng hơn, chứ nó thực ra nó không có nhiều thực quyền. Quý vị thấy không? Thực ra phó tổng thống á, chỉ có ngồi đó để làm mất đi cái thế cân bằng của thượng viện. Nếu như ra 50-50 thì cái người phó tổng thống quyết định, đơn giản chỉ có vậy thôi, là chủ tịch thượng viện, chứ không có nhiều thực quyền. Nếu như có nhiều thực quyền á, thì ông Mike Pence ông đã làm được nhiều chuyện khác cho Tổng thống Trump rồi. Vậy là quý vị thấy không, có làm được gì đâu không? Thực ra cho nên phó tổng thống không có quá nhiều thực quyền. Cho nên để cho một nhân vật sáng giá một chút bên cạnh mình, làm tô vẽ lên cho cái hình ảnh của mình nó đẹp hơn. Rồi xong sau đó cho ông Mike Pompeo làm một công việc nào đó có tính thực chất hơn, để cho ông Mike Pompeo thật sự sát cánh. Đó thì cũng là một cái sự lựa chọn thôi. Cho nên là mình cái gì Tổng thống Trump mình cũng tin tưởng vào sự lựa chọn đi. Rồi biết đâu được Tổng thống Trump là người hay thay đổi lắm, biết đâu đến phút cuối lại giới thiệu nhân vật khác cho mình rồi, mình cũng chưa biết được. Nhưng mà so far bây giờ ông Ron DeSantis là người được Tổng thống Trump lựa chọn, thì mình coi thử nha quý vị nha, hồi hộp. Nhưng mà cái điều quan trọng đến giờ phút này, liệu Tổng thống Trump có chắc chắn ra tranh cử cho năm 2024 hay không vẫn là một câu hỏi. Tức là Tổng thống Trump bây giờ là coi như là chơi cái chiêu là ấp ấp mở mở đó. Nó khó hiểu ở chỗ là vừa như là đang sẵn sàng cho năm 2024, vừa như là tôi đang không làm gì cả mà chỉ đang giúp cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Đó, cho nên nó cứ làm cho người ta ấp ấp mở mở như vậy, rất là hồi hộp. Nhưng mà để mình coi thử nha quý vị nha. Dạ, rất là thú vị với lại bản tin vừa rồi. Bây giờ xin mời ban kỹ thuật cho mình lên bản tin số 2. Dạ, bản tin số 2 nói về việc quân đội Mỹ bắt đầu rời khỏi Afghanistan. Giống như ngày hôm qua, trong bài nói chuyện của mình thì Tổng thống Joe Biden cũng đề cập đến việc là nhất định nước Mỹ phải rút quân ra khỏi Afghanistan. Đó là điều mà cần thiết. Thì hôm nay Tòa Bạch Ốc xác nhận ngày 11 tháng 9 là việc quân Mỹ sẽ rút hoàn toàn ra khỏi Afghanistan, chính thức bắt đầu theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, yêu cầu toàn quân đội xuất quân vào ngày 11 tháng 9. Tất cả rút. Như vậy là chỉ còn đúng có 4 tháng nữa thôi, hơn 4 tháng nữa là sẽ rút quân. Đó là phó thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Karen Jean Beery đã nói với các phóng viên ngay ở trên không lực 1 là một cuộc rút quân đang được thực hiện, và Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh rút quân hoàn toàn, bắt đầu và chuẩn bị rút quân vào đầu tháng này, với ý định đưa đến một cuộc chiến tranh gọi là với ý định là kết thúc một cuộc chiến tranh dài nhất trong nước Mỹ gần 20 năm với các cuộc tấn công khủng bố gây xung đột. Ông Biden đã nói rằng việc rút sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy. Đó là hạn cuối cùng để Mỹ rút toàn bộ thỏa thuận với Taliban do chính quyền của Tổng thống đã ký. Và khoảng 2.500 người lính Mỹ vẫn ở Afghanistan gần 20 năm sau khi Mỹ lần đầu tiên đổ bộ vào nước này. Thì ngoài những binh sĩ đó, có khoảng 7.000 binh sĩ NATO vẫn đang ở gấp nào ở ngay tại Afghanistan, cũng đang trên đường chuẩn bị rút lui. Tất cả các nhà thầu của Mỹ cũng vậy. Các nhân viên không có năng lực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul, tức là họ không còn làm việc nữa, thì cũng sẽ được lệnh rời khỏi đất nước trước dự kiến, ở trong bối cảnh là gia tăng các cuộc bạo lực ở đây. Và Taliban đã phần lớn là giới hạn các cuộc tấn công vào nhân viên Mỹ cũng như liên quân kể từ khi họ ký thỏa thuận với Mỹ vào năm ngoái, nhưng đã đe dọa sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vì việc rút quân không đáp ứng đúng thời hạn trong ngày 1 tháng 5 trong thỏa thuận đó, mà rút ngày 11 tháng 9. Cho nên là bây giờ Tổng thống đã ra lệnh là toàn bộ quân Mỹ rút quân ngày 11 tháng 9, là không còn một quân lính Mỹ nào nữa. Và như vậy rất là đông đó, 2.000 quân lính ở ngay tại Afghanistan, chưa kể 7.000 binh sĩ của NATO đang có mặt hiện diện cũng dần thoái lui luôn. Cho nên đây thật sự là một cuộc rút quân rất là quan trọng của nước Mỹ, kính thưa quý vị.
Nhưng mà từ đây cho đến tháng 9 liệu còn có chuyển biến nào hay không thì chúng ta chưa rõ. Nhưng mà đến nay thì tòa Bạch Ốc cũng đã lên tiếng chính thức là Mỹ sẽ hoàn toàn rút quân ra khỏi Afghanistan ngày 11 tháng 9, kính thưa quý vị. Dạ thưa bác. Bây giờ thì bên kỹ thuật lấy giùm cho cái tin số 4. Thưa quý vị, bữa hôm qua cũng trong cái cuộc phỏng vấn với Fox Business, Tổng thống Trump có đề cập đến vấn đề nóng bỏng này, mà vấn đề này tôi cũng nhức đầu vô cùng. Tại vì thứ nhất là cái nhân vật bị khám xét nhà riêng là một nhân vật mà tôi yêu thích từ khi ông Bush con làm tổng thống, xảy ra cái vụ 911. Tôi là người cùng với số bạn đến New York để trao những khoản tiền mình quyên góp được để giúp cho nạn nhân 911, thì có gặp ông này và sau đó dành cảm tình đặc biệt cho ông này. Thưa quý vị, ông bị FBI, bị Bộ Tư pháp cho ra lệnh dỡ cổng ở nhà tư khám xét nhà của ông. Thì đầu tiên hết thì Tổng thống ngày hôm qua, ông Tổng thống Trump, ông cho rằng cái việc mà xét nhà của ông luật sư này, luật sư riêng của ông đó, là không có công bình, unfair. Tại sao unfair? Tại vì Bộ Tư pháp đã có vẻ như là không đứng độc lập mà bị đảng phái chi phối. Và đặc biệt hơn nữa, Tổng thống đã bảo vệ luật sư riêng của mình, ông Rudy Giuliani, một ngày sau khi các nhà điều tra liên bang thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và văn phòng của ông luật sư này. Trước khi nói tiếp cái bản tin này thì tôi phải lưu ý với quý vị điều này. Ông này là một nhân vật quyền lực. Cái thứ nhất, ông là cựu thị trưởng của một thành phố lớn là New York. Điều thứ nhì, ông là luật sư nổi tiếng và luật sư bạn của ông Trump, luật sư riêng của một ông. Cách đây một năm thì ông Trump vẫn còn là tổng thống. Thì quý vị biết là lớn lắm và ông làm đủ thứ hết trơn. Người ta biết mặt biết tên, vậy mà cũng vẫn bị xét nhà, vẫn bị xét văn phòng. Phải có một lý do gì đó, phải có một cái gì ghê gớm. Ông này, ông là cái núi luật ở sau lưng ông. Ông dớt liền, chứ đâu có phải là ông để yên đâu. Quý vị thấy không, cái tụi Dominion nó kiện ông đâu có khe đâu. Nhưng chúng ta biết là cái vụ này nó lôi kéo theo những cái dùng nhằn, và đây là một câu chuyện. Người con trai của ông Giuliani đã tuyên bố là như thế này: cái chuyện khám xét nhà này là việc làm có tính cách đảng phái và có toan tính của chính quyền Biden. Thưa quý vị, người con của ông thống đốc, cựu thị trưởng này, tức là ông Andrew Giuliani, tức là ông vừa tuyên bố nói chuyện binh cha mình đó, ông dự trù ra tranh cử thống đốc tiểu bang thế của mô trong dịp này. Phải chăng vì việc ông chuẩn bị ra thế của mô mà Biden và đảng Dân Chủ tìm cách để dằn mặt vì vấn đề xét cái văn phòng của ông cựu thị trưởng Giuliani? Tôi nghĩ đây có một cái móc xích ở trong này. Chúng ta chờ xem những ngày sắp tới thế nào. Hai bên Cộng Hòa và Dân Chủ cũng đánh nhau chí chóe về vấn đề này. Tại vì đụng đến ông Giuliani không phải là chuyện dễ dàng. Ông là một thế lực ở New York, một thế lực đáng gồm ở New York. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn bác. Và sẵn tiện bản tin này của nhà báo Du Miên thì xin mời ban kỹ thuật cho Mỹ Linh bản tin số 4. Tại vì cái vấn đề của ông Rudy Giuliani nó là một cái vấn đề nó có mang tính chất giống như là trả đũa. Còn nếu không trả đũa thì cũng gọi là gây ra một cái quy trình phức tạp thêm vấn đề để làm rối lên tình hình lúc này, để mà người ta quên đi một số các chuyện khác. Ví dụ như quên đi chuyện thống thống đốc của tiểu bang New York. Quý vị thấy mấy ngày nay im không?
Đó, rồi bắt đầu là sẽ liên quan đến những chuyện lớn hơn, những cuộc điều tra, ví dụ như là quên đi cái việc là vẫn đang tiếp tục điều tra vụ ngày 6 tháng 1. Bây giờ nó sẽ bị làm lơ là đi, hoặc là có chuyện lớn hơn đằng sau đó để mà người ta tất cả tập trung vào sự chú ý đối với ông Rudy Giuliani. Và quý vị biết là người ta đi vào nhà ông khám xét, lấy tất cả những hồ sơ mà liên quan đến máy móc điện tử của ông luôn, từ cái laptop, con chip, tất cả những cái mà những cái gì mà ông save lại, tất cả đều đem đi hết, không sót một cái gì, tất cả những tài liệu của ông đều mang đi mà nó liên quan đến một cái mối giao dịch của ông với lại Ukraine. Và trong khi là quý vị biết ông Rudy Giuliani đã từng giúp Tổng thống Trump tìm hiểu cái mối liên quan của con của ông Joe Biden là Hunter Biden với Ukraine. Đó, nó phức tạp ở chỗ này. Rồi, người ta điều tra là tại vì người ta nghi ngờ, có thể Bộ Tư pháp nghi ngờ ông Rudy Giuliani có thể đã liên lạc với một số các tổ chức mà gọi là lobby của Ukraine mà không có công khai danh tính của những cái tổ chức lobby này, mà lại nhận tiền lobby từ những công ty này cho cái gọi là tranh cử của Tổng thống Trump. Cho nên là cái đó là một cái mà nó tương đối phức tạp nha quý vị. Nó thật sự là đây là một câu chuyện mà nó rất là dài dòng, và nó sẽ dẫn đến chúng ta đến những cái nhân vật khác mà rồi mình sẽ biết liên quan đến cái sự việc này. Cho nên bây giờ tại sao Bộ Tư pháp ra một cái trác tòa để cho cảnh sát vào ngày 28 tháng 4 đi vào nhà ông Giuliani lấy hết tất cả dữ liệu, không sót một cái gì hết. Từ cái file, rồi computer, rồi tất cả những cái gì máy tính điện tử liên quan đến việc mà save lại dữ liệu là đều lấy hết. Đó, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ hôm nay gọi là thêm dầu vào lửa, đó chính là ông Cohen. Anh biết luật sư Michael Cohen, người mà đã từng ở trong cái nhóm của Tổng thống Trump, đã từng giúp Tổng thống Trump trong cái gọi là tranh cử, thì người này đã từng bị cáo buộc là đã khai dối với lại tòa án liên bang, rồi đã từng bị bắt giữ, rồi sau đó thì được thả ra do vấn đề COVID-19, tiếp tục thụ án tại nhà, và sau đó được Tổng thống Trump ân xá, là ông Michael Cohen. Thì ông Michael Cohen nói rằng là ông cảnh báo ông Giuliani về việc sẽ bị Tổng thống Trump bỏ quên, giống và ném anh ấy xuống một chiếc cờ, giống như là ném xuống khỏi xe bus vậy đó, rồi để ra sao thì ra. Đó, hôm nay ông Michael Cohen lại tuyên bố như vậy. Và ông Michael Cohen nói rõ ràng và cảnh báo ông Rudy Giuliani rằng hãy cẩn thận, người tiếp theo chuẩn bị ném xuống gầm xe bus. Trong một cuộc phỏng vấn với lại CNN Newsroom, ở đây thì chính ông Michael Cohen nói: giờ tôi đã nói rồi mà, những gì tôi đã nói với ông ấy rằng Donald Trump không quan tâm đến bất kỳ điều gì, rằng ông ta sẽ tiếp tục bị ném xuống gầm xe bus, và đó chính là những gì sắp xảy ra. Đó, ông Michael Cohen nói như vậy. Và khi mà có dòng tweet đó, thì ông Michael Cohen cũng tweet lên một cái kiểu là rồi chúng ta bắt đầu coi chuyện gì xảy ra. Đó, ông ta nói như vậy. Rồi tiếp tục khi được hỏi, ông Michael Cohen cũng nói rằng là khi mà ông suy nghĩ điều gì với cái việc là ông Giuliani bị điều tra lấy hết tất cả dữ liệu như vậy. Và ông Cohen nói rằng tôi không còn là người duy nhất nữa. Đó, ý nói là giống như là ông bây giờ đó, ông chịu trong số phận, giống như là ông Rudy Giuliani bây giờ chịu trong số phận giống như ông Michael Cohen đã từng bị. Mà trong khi ông Michael Cohen là người chính được Tổng thống Trump ân xá. À, quý vị thấy không? Cho nên ông Michael Cohen lúc này lúc kia, mình cũng không biết, lúc đó thì ông nói Tổng thống Trump rất tốt, lúc thì lại nói Tổng thống Trump không quan tâm đến ai. Đó, lúc mà chính ông là người giúp đỡ trong cái chiến dịch của Tổng thống Trump, rồi sau đó lại nói, khi mà khai với lại bên Bộ Tư pháp trước Quốc hội bị điều trần, thì ông lại nói là Tổng thống Trump là gọi là ra tranh cử chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình, làm màu cho tên tuổi của mình, chứ không phải là vì giúp Make America Great Again. Rồi sau đó thì cuối cùng là ông được ân xá bởi Tổng thống Trump. Rồi bây giờ đó thì quay chuyện ngược trở lại, rồi nói ông Rudy Giuliani hãy cẩn thận vì sẽ bị ném xuống xe bus, giống y như là mình đã bị bỏ rơi bởi Tổng thống Trump vậy. Trong khi Tổng thống Trump không hề bỏ rơi ông Michael Cohen. Đó, cho nên là có nhiều chuyện mà nó rắc rối ở đây, và chúng ta sẽ còn chờ xem. Đây sẽ là một cái sự việc còn rất là nhiều tình tiết ly kỳ, vì không biết rằng người ta sẽ gọi là vạch lá tìm sâu, tìm được những cái gì ở trong laptop, ở trong tất cả những dữ liệu mà ông Rudy Giuliani có được, nhất là những cái mối liên kết với lại Ukraine. Biết đâu được người ta lại tìm ra những mối liên kết của Hunter Biden với Ukraine thì sao? Đó, cho nên là mình không có rõ được vấn đề này ha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm thưa quý vị. Và quay trở lại với lại nhà báo Dung Miên thưa bác. Bữa nay Quỳnh nói chuyện với lại khán giả trên đài hả?
Dạ đúng rồi, mình còn phải nói chuyện với khán giả trên đài nữa hen. Dạ đúng rồi, hôm nay bản tin hăng quá cho nên là Mỹ Linh quên say hello. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello bác. Dạ bác của Mỹ Linh ở bên Việt Nam cũng đang coi, lúc nào cũng coi con cháu gái mình coi có mặc đồ đẹp không. Dạ ok, hello quý vị Đăng Thùy, chào Mỹ Linh, ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Dạ cảm ơn chị. Quý vị Catalina Ninh, quý vị Hảo Trần, chào bác Duy Miên và Mỹ Linh, quý vị Mai Thu Phạm, Love from Sydney. Dạ hello quý vị Phạm Hải, Biden là con rối cho quyền lực ngầm đứng sau điều khiển, hệt như hồi xưa dựng nên thái tử 7 đến 10 tuổi để rồi đám tể tướng thái hậu đứng đằng sau kéo rèm nhiếp chính. Cái này ví hay. Dạ, chú Phạm Hải ví cái này hay nè. Dạ, quý vị Trân Baker, chờ tới năm 2024 thì nước Mỹ còn lại gì? Dạ, lúc đó Tổng thống Trump mà có đắc cử Tổng thống trở lại thì cũng mệt mỏi để mà có thể xây dựng lại nước Mỹ. Là lúc đó là đã tơi tả rồi phải không? Hơi cũng hơi khó ha. Dạ, thật sự là không biết rằng bây giờ mình tưởng tượng ông Biden sẽ để lại một nước Mỹ như thế nào sau khi mà hết nhiệm kỳ của mình. Cái đó là mình chưa tưởng tượng ra luôn á. So far bây giờ thấy là xăng đang lên, kinh tế thì chưa phát triển mà chuẩn bị thuế thì sẽ tăng. Đó, so far thì mình chỉ thấy vậy thôi chứ mình cũng chưa thấy cái gì mà nó khởi sắc hơn. Dạ mùa thu, chị mùa thu nói MC chú Du Miên với chị Mỹ Linh thích nghe tin tức của chú và chị nói rất hay, chúc sức khỏe. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Quý vị John Nguyễn, hello. Quý vị Lê Thị Lệ, bọn dân chủ hèn hạ trả thù. Dạ đó, mình không biết có phải là cái việc liên quan đến ông Rudy Giuliani là một sự trả thù hay là đằng sau lưng nó còn có cả một âm mưu lớn hơn thì mình không biết. Nhưng mà bỗng nhiên đùng một cái, tự nhiên ông bị điều tra mà liên quan đến cái vấn đề liên quan đến Ukraine. Quý vị thấy ngộ không? Nha. Quý vị Yến Lê. Dạ, hello quý vị Diễm Hương, chào cả nhà bà và bác Du Miên và người đẹp tài năng Mỹ Linh, kiểu tóc này anh Du Miên đẹp và sang lắm. Dạ bác Du Miên lúc nào là cũng rất là đẹp. Dạ bác Du Miên của mình đẹp trai vô cùng, cảm ơn chị. Dạ quý vị Hùng Nguyễn, chào chị Du Miên và cô Mỹ Linh from London, Ontario, Canada. Dạ, dạ cảm ơn quý vị từ London, Ontario, Canada. Dạ xin chào. Cảm ơn quý vị Hùng Nguyễn. Dạ ok. Wow, còn quý vị khán giả ở trên Facebook thì sao? À trên YouTube. Dạ quý vị nhớ theo dõi nha. Dạ hello quý vị Yến Lưu, chào chú Duy Miên và em gái Mỹ Linh. Dạ xin chào ở Seattle. Dạ chị Mai Thu Phạm from Sydney, chị Đặng Thị Thu Thảo. Xin chào bác Duy Miên và Mỹ Linh. Quý vị Hồng Đào từ New York. Dạ cảm ơn quý vị. Bác Duy Miên nói đúng, Đặng nó là con lừa, nó muốn trù dập để con của ông không ra tranh cử đó mà. Dạ cái này thật sự là mọi thứ nó rất là phức tạp cho vấn đề của ông Rudy Giuliani mà chúng ta phải chờ tìm hiểu xem. Còn Mỹ Linh không nghĩ là sự việc này nó sẽ dừng lại ở đây, là tại vì nó liên quan đến vấn đề của Ukraine, nó sẽ dính dáng tới rất là nhiều các thế lực xung quanh sự việc này nữa. Đó, và cảm ơn quý vị đã thả tim và like rất nhiều. Dạ và bây giờ thì cảm ơn quý vị Hùng Nguyễn. Dạ cảm ơn quý vị. Ok, quý vị nhớ share giùm Mỹ Linh nha. Dạ cảm ơn quý khán giả, quý vị nhớ share giùm Mỹ Linh để mà mình có thể coi chương trình được nhiều người hơn nhé. Và quý vị nhớ bấm like cũng như là quý vị nhớ bấm bấm subscriber đó, mình trở thành subscriber để mà khi mà quý vị làm subscriber thì khi mà chúng tôi like một cái là tự động gọi nhắc cho quý vị luôn. Đó cho nên là quý vị không có cần phải lo lắng là mình bị missing chương trình nào nhé. Cảm ơn quý vị. Quý vị Minh Sương, Nguyễn Thị, dạ xin chào. Dạ quý vị Lê Giờ Lê Duy Trung, dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ chào chị Duy Miên và Mỹ Linh, chúc nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Dạ hello quý vị John Nguyễn. Dạ bây giờ thì không để làm mất thời gian của quý khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục với những bản tin của ngày hôm nay nha. Dạ xin mời bác Duy Miên. Vâng, tôi trước khi vào tin thời sự của quốc tế liên quan đến vấn đề ở bên Ấn Độ ngày hôm nay mới nhất thì chúng tôi cho phép chúng tôi nói một điều với cô Mỹ Linh. Đó là trong lúc mà tôi tham dự lần đầu tiên sau hơn một năm đóng cửa tất cả những sinh hoạt cộng đồng, đây là lần đầu tiên có một sinh hoạt ở trong một căn phòng
chứa khoảng 250 người, chúng tôi chỉ dám để khoảng 5-70 người thôi, còn một số đứng ở ngoài không dám cho vô trong sợ người ta kiếm chuyện với mình. Thì may quá đồng bào tới đông và tinh thần vẫn còn ngon lành. Những người mà thoát chết vì con virus này cũng nhờ đài VNA TV khuyên hàng ngày rửa tay rồi này kia đó. Mình cứ làm suốt năm, người ta kể với mình những câu chuyện đó, gặp mặt, nói thẳng, và có nhiều vị sĩ quan cao cấp còn sống kề lỗ tai nói tôi già, tôi không vô YouTube được, tôi không vô trong Facebook được để tôi nói chuyện. Anh nói với cô Mỹ Linh rằng tôi là bạn anh, tôi là những người chiến đấu với anh, nhiệt liệt ca ngợi tinh thần và cái sự sắc bén cũng như là những cái nhanh nhẹn và bình luận rất chính xác và rất năng nổ của Mỹ Linh. Đó là tôi nói nguyên văn. Những người đó nói với tôi chiều hôm nay còn nóng hổi, và chắc chắn các anh, các chị và các sĩ quan cao cấp này đưa nghe chúng tôi truyền đạt lại để thử coi thử khen Mỹ Linh như thế nào. Thì thưa quý vị, đây là những lời chân tình của những người lớn tuổi dành cho một cô phóng viên trẻ của chúng tôi, và chúng tôi hân hạnh được làm việc với người bạn trẻ đa tài và rất là lanh như thế này. Và dạ, bây giờ, cảm ơn bác, và con xin chân thành cảm ơn các bác của Cựu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi cũng như là các bác ở trong khán giả của chúng ta đã đến tham dự và nói chuyện với nhà báo Du Miên cũng như gửi lời khen ngợi Mỹ Linh hôm nay. Dạ, con cảm ơn các bác nhiều lắm, và mong các bác bỏ qua những cái sai sót của con rồi tiếp tục theo dõi chương trình. Con hy vọng là mỗi ngày con sẽ cố gắng học hỏi thêm, rồi làm những chương trình hay hơn để phục vụ cho quý khán giả khắp nơi. Dạ, cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Dạ, và con sẽ đi làm ở nhiều chương trình sinh hoạt cộng đồng và hy vọng là sẽ được gặp các bác ở bên ngoài thật là đông. Dạ, cảm ơn các bác nhiều lắm. Dạ, ngày mai là ngày 30 tháng 4 đó, thì Mỹ Linh sẽ có ra ngoài ngay chỗ tượng đài, ở ngay tượng đài Đức Thánh Trần đó, để làm chương trình truyền hình trực tiếp cho buổi lễ chào cờ cho ngày 30 tháng 4. Cho nên là mời các bác cũng như là quý khán giả mình đến ở ngoài ngay tượng đài, ngay chỗ tượng Đức Thánh Trần nha quý vị, ngay tượng Đức Thánh Trần trên đường Bonsa ngay trong khu Hà Nội Plaza đó, thật là đông, để chúng ta cùng có buổi lễ chào cờ ngày mai nha. Và Mỹ Linh cũng sẽ đến để làm truyền hình trực tiếp cùng với VNTV. Kính mong quý khán giả được khắp nơi đến thật là đông, và hẹn gặp quý vị vào ngày mai. Và cảm ơn các bác một lần nữa, và cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, thưa bác, bây giờ xin mời bác tiếp tục với bản tin, thưa bác. Thưa Mỹ Linh, mà nói chuyện ngày mai đó, nếu như quý vị ngày mai ở vùng Orange County không có xe để đi chào cờ ở tượng thờ Đức Thánh Trần, thì quý vị lấy viết ghi cái số phone của cháu Tám Cali, là một hướng đạo sinh muốn chở free quý vị đi dự lễ 714-230-5362, 714-230-5362. Và bây giờ trở lại với phần tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, ông cha chúng ta có nói một câu, chắc là Mỹ Linh cũng nhớ, vô thương thì bất phú. Đó là câu nói không có đi làm buôn bán thì không có giàu được. Nhưng mà ngụ ý sâu xa của câu này là thường là gian thương. Thưa quý vị, trong cái đại dịch Covid-19 này, gian thương đầy dẫy, nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện đau lòng của nước Ấn Độ. Tin số 5, hình số 5. Quý vị nhớ là cái thuốc mà đài VNTV cũng như Tổng thống Trump đã sử dụng, đó là Remdesivir, đã được bán ở bên nước Ấn Độ đau thương ấy, $1,000 một lọ, trong khi cái giá thật sự của nó chỉ có mấy chục Mỹ Kim thôi, có nơi bán 8 Mỹ Kim, có nơi bán 15 Mỹ Kim. Bản tin chi tiết như sau: những người dân ở Ấn Độ, nơi bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất thế giới, đổ ra đường mua hàng nghìn loại thuốc trên thị trường chợ đen nhằm cố gắng cứu sống những người thân yêu nhất của đời mình. Theo dữ liệu quốc gia, một kỷ lục toàn cầu khác, Ấn Độ đã báo rằng 379 ca nhiễm vào ngày thứ Năm,
bữa nay là thứ năm, tức là ngày hôm nay họ đi trước mình chút đó, 379.000 người nhiễm một ngày, cái con số cao chưa thể tưởng tượng ở đâu cao bằng. Điều đó khiến Ấn Độ có hơn 18 triệu ca chỉ sau Mỹ và hơn 200 ca tử vong. Một thanh niên tình nguyện nói rằng cái thuốc Remdesivir này hiện bây giờ giống như là một đắt hơn vàng, và bọn gian thương tung hoành và làm giàu trên nỗi đau khổ của người dân Ấn Độ. Tôi loan cái tin này, lòng của tôi nó xốn và xúc động vô cùng khi thấy rằng bọn lưu manh trên thương trường ở đâu nó cũng có cả. Vâng, trở lại với cô Mỹ Linh. Đó là một bản tin liên quan đến các nhà mà lập pháp của các tiểu bang Cộng hòa, cũng như làm có thêm một vị thống đốc đã kêu gọi tòa án tối cao xem xét lại một phán quyết của tòa án cấp dưới về việc quy định của những nhà máy điện. Đó, với lại thời của ông Biden thì cái việc mà khó khăn về vấn đề khí thải, rồi cũng như là ông cố gắng để mà làm cho môi trường sạch đó, thì dẫn đến là những cái nhà máy lọc dầu không có đủ nhiên liệu để làm, hoặc là ống dẫn dầu của họ không thể hoạt động được, giống như trường hợp của Keystone XL hoặc là những nhà máy khác. Thì bây giờ các công ty điện năng họ cũng gặp rắc rối, tại vì họ bị giảm rất là xuống cái lượng khí thải. Tại ví dụ như họ sản xuất được bao nhiêu đó điện năng thì họ cần phải thải ra bao nhiêu khí thải, nhưng bây giờ họ vẫn mong muốn sản xuất được bao nhiêu đó lượng điện năng, nhưng mà khí thải thì bắt phải giảm xuống nhiều quá, họ không cách nào họ có thể cân bằng giữa cái lượng khí thải và lượng sản xuất điện năng được. Mà trong khi bây giờ đó tòa án cấp thấp thì bắt buộc họ phải giảm theo cái yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường, Environment Protection Agency. Đó, cho nên là bây giờ họ không biết phải làm sao, họ mới kêu cầu lên tòa án tối cao. Và đây sẽ là một câu chuyện mà tòa án tối cao họ rất là quan tâm, và tòa án tối cao nói rằng họ sẽ giải quyết, thưa quý vị. Tổng trưởng lý của đảng Cộng hòa từ 18 tiểu bang cộng với một thống đốc của một tiểu bang Cộng hòa để yêu cầu tòa án tối cao xem xét một phán quyết của tòa thấp hơn, và cho rằng tòa thấp hơn đã trao cho cơ quan bảo vệ môi trường, gọi tắt là EPA, quá nhiều quyền để mà điều chỉnh lại lượng khí thải. Và cụ thể là một bản kiến nghị của 19 tiểu bang này đã cho rằng phán quyết đã phá bỏ việc chính quyền Tổng thống Trump đã rút lại quy tắc nhà máy điện thời Obama. Tức là thời của ông Obama, các nhà máy điện cũng bị bóp nghẹt lại, không được sản xuất đầy đủ được, rồi bao nhiêu lượng khí thải thải ra cũng đã gọi là bị giới hạn như vậy. Thì thời Tổng thống Trump đã rút đi rồi. Cho nên là để cho các nhà máy điện có thể sản xuất đủ điện năng. Sản xuất như vậy, cho nên nếu như mà sản xuất đủ điện năng đầy đủ thì trong việc mùa đông vừa rồi Texas đâu có bị 3 ngày không có nước, không có điện, nhà ở trong thì đóng băng luôn đâu. Đó, cho nên bây giờ họ 19 tiểu bang này kêu gọi tòa án tối cao phải xem xét lại, tại vì bây giờ họ muốn dỡ bỏ cái lệnh của Tổng thống Trump, quay ngược trở lại là phải giảm khí thải và phải có giới hạn. Thì bây giờ là lúc mà họ gặp rất là nhiều khó khăn cho sản xuất điện năng của mình. Giống như là tiểu bang tổng trưởng lý của tiểu bang West Virginia là ông Patrick Morrissey cho biết trong một tuyên bố rằng tòa án tối cao nên xem lại quyết định mà ngành năng lượng không bao giờ có thể thu hồi được, và buộc gọi là các tiểu bang phải đổ thêm nhiều năm nữa và nguồn lực vào một doanh nghiệp tốt nhất và không chắc chắn về mặt pháp lý. Tức là họ cần phải có đầy đủ những cái điện năng, không thể nào đưa ra vấn đề pháp lý rồi để mà làm khó họ được. Là tại vì tòa án cấp thấp bây giờ đó đã đồng ý là quay trở lại cái lệnh giống như hồi xưa của thời ông Obama vậy đó, là giới hạn lại cái lượng khí thải. Thì như vậy làm cho các nhà máy này sản xuất không được. Mà họ sản xuất không được thì không đủ điện năng, mà chính họ sản xuất không được thì họ cũng gọi là trở ngại với công nhân của họ, làm sao để công nhân họ có việc làm đây. Đó, cho nên bây giờ tới 19 tiểu bang luôn kiện. Mà trong khi quý vị biết là có nhiều công ty chuyên sản xuất năng lượng mà về dầu khí, họ cũng kiện lên chính quyền liên bang rồi. Cho nên bây giờ là vấn đề ông Biden vẫn phải giải quyết về vấn đề khí hậu, làm sao để không gọi là giảm khí thải, tuy nhiên vẫn phải đủ nguồn điện năng để cung cấp. Cái đó là một cái bài toán khó mà phải giải quyết, thưa quý vị. Nhưng mà tòa án tối cao rất là quan tâm đến vấn đề này, và họ sẽ xem xét để mà giải quyết làm sao cho được ổn thỏa nhất cái đơn kiện, đơn xin phán xét lại, để mà gửi lên tòa án tối cao cho một cái phán quyết mà tòa án cấp thấp họ đã phán quyết, thưa quý vị. Quay trở lại với nhà báo Du Miên, thưa bác.
Vâng, bản tin cuối ngày hôm nay là tin số 6, đó là Tổng thống Philippines tuyên bố một cách thẳng thừng là nước Phi Luật Tân sẽ không bao giờ ngừng các cuộc tuần tra trên Biển Đông cho đến khi mà Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền của các nước trong vùng, đặc biệt là đối với Phi Luật Tân. Hôm nay, tức là ngày 29 Tây tháng 4 năm 2021, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ không cho ngưng các cuộc tuần tra của hải quân và tuần duyên trên Biển Đông bởi vì chủ quyền của nước Phi Luật Tân là mở ngoặc đơn không thể thương lượng được. Căng thẳng này đã gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là cái chính sách đu dây giữa Mỹ, Trung Cộng với ông Tổng thống này. Lúc thì ông theo Mỹ, lúc thì ông chống Mỹ, lúc thì ông bám theo Tàu để đem những cái quyền lợi hay là những cái gì tốt cho nước Philippines. Nhưng mà trong thời gian gần đây, ông có vẻ quyết liệt đối với Trung Cộng. Thì nó cũng hợp với cái chính sách của các nước ở Bộ Tứ Kim Cương, trong đó có những nước nổi tiếng như nước Mỹ, Nam Hàn, Úc với lại Nhật Bản, rồi bây giờ cộng thêm với Liên Hiệp Châu Âu, đặc biệt là nước Anh, nước Đức cũng đưa tàu, và nước Pháp cũng đưa tàu qua lại để chứng minh là tự do hàng hải ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Và hết giờ chưa, Mỹ Linh, chắc là hết rồi. Thì thân mến chào tạm biệt quý khán giả và chào cô Mỹ Linh nha. Dạ, con cảm ơn bác. Mình còn một ít thời gian, khoảng chừng 3 phút nữa để mà mình rồi, đưa cái... 3 phút thì nói đi. Dạ, mình cần đưa thêm một cái bản tin liên quan đến Ấn Độ. Tại Mỹ Linh biết là quý vị cũng rất là quan tâm. Và đây chính là những gì đang diễn ra tại Ấn Độ. Ngược tất cả những nơi mà gọi là nhà xác để mà đốt xác không còn một chỗ nào hết. Và quý vị biết là xác người mất vì COVID-19 người ta xếp ở ngoài đường luôn. Tức là ra gian nắng ở ngoài đường, xếp vậy vậy, xếp hàng dài những người chết và cuối cùng họ đốt. Mà không phải là đốt ở trong lò mà một cách gọi là đàng hoàng giống như bên Mỹ đâu. Bên Mỹ là họ có lò, bỏ vào, bấm nút rồi này kia sạch sẽ. Còn đây là họ đốt và đốt ngoài trời như vậy luôn, thưa quý vị. Đó, cho nên nhìn rất là thương tâm. Và quý vị biết là có một bản tin hôm nay liên quan đến một người đàn ông mà vợ của ông chết mà dân địa phương không có cho đốt ở đó. Tại vì họ nói là đốt rồi coi như là sẽ... Tại vì lúc đó người vợ ông mất thì cũng chưa có 100% là chính xác là bị mất vì COVID-19 hay không, mà người dân không cho đốt. Ông phải lái xe mà xe đạp chở cái xác của người vợ đi bao nhiêu cây số để rồi cuối cùng á, những người mà làm việc ở trong y tế họ thấy tội quá rồi họ mới gửi ông đến một cái nhà xác để đốt xác của vợ. Đã đến nỗi thê thảm như vậy, thưa quý vị. Hôm nay tổng số người mà Ấn Độ mà đã bị nhiễm là lên đến 17,64 triệu người. Mà 320.000 người nhiễm mỗi ngày. Và tổng con số mỗi ngày, số người chết là 2.711 người chết. Và bệnh viện của Ấn Độ tuyên bố không nhận người. Tức là bây giờ có bị COVID-19 đi chăng nữa, ở nhà tự chữa hoặc là tự mua bình oxy, không biết bằng cách nào, tự mua bình oxy cứu người nhà của mình. Hoặc là muốn thì đưa bình oxy của mình tới bệnh viện nếu bệnh viện còn chỗ. Chứ còn bệnh viện cũng không có đủ bình oxy để cho bệnh nhân nữa. Và bây giờ bệnh viện, quý vị biết họ làm một công việc thương tâm là những người già mà sắp qua đời, họ lấy bình oxy của người già đã đưa cho người trẻ hơn. Đó là tình hình mà rất là gọi là tang thương ở Ấn Độ. Mà tại vì Ấn Độ đó bị nhiễm một cái loại virus, coronavirus mà biến thể, cho nên là nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Và bây giờ thì loại biến thể đó đã bị phát giác ở bên châu Âu, tức là đã lây lan qua tới châu Âu khoảng 13 người, rồi có một số nước khác xung quanh Ấn Độ cũng đã ghi nhận là có người nhiễm cái virus chủng mới này rồi. Nên cho nên là ở đây là thực sự là tình hình rất là lo. Nhưng mà quý vị biết ngày hôm nay đó, vẫn có thêm gần cả 100.000 người đến với sông Hằng để mà tắm sông Hằng. Khi mà ngày hôm nay là cái ngày kết thúc của lễ hội rất là lớn của người đạo Hindu, và họ vẫn đi xuống sông Hằng để mà tắm. Cho nên là người Ấn Độ đó đôi khi họ chưa có đủ những cái kiến thức cơ bản để mà có thể bảo vệ mình. Mà trong khi rõ ràng biết cộng đồng của mình mỗi ngày có bao nhiêu người, 320.000 người nhiễm như vậy, vẫn cả mấy trăm ngàn người rủ nhau đi xuống sông Hằng tắm cho cái buổi lễ này, đó, cho cái buổi lễ kết thúc của đạo Hindu trong cái tháng lễ của người ta. Đó, cho nên là rõ ràng đây thật sự là một cái điều rất là đáng tiếc, và người dân Ấn Độ chính họ cũng đang làm cho họ nguy hiểm với những cái buổi lễ như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà tình hình của Ấn Độ đến nay thế giới đang cần phải giúp đỡ rất là nhiều.
Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật là bình an, thật nhiều niềm vui. Dạ, con chào bác. Vâng, thân mến chào cô Mỹ Linh và kính chào quý khán giả khắp nơi trên thế giới. Chúc quý vị có những giây phút bình yên.